công viên chủ đề siêu vịt lớn nhất thế giới sẽ mở cửa ngày hôm nay. Ở đó có bức tượng siêu vịt lớn nhất thế giới. Nó cũng được trang trí bằng viên đá quý nặng nhất thế giới. Hãy đến thăm và dạo chơi ở đó. Nặng nhất á? Nặng có nghĩa là gì thế? Qua qua ơi, cậu có thể di chuyển hai cái hộp này không? Ui da. Tớ không thể di chuyển được cái hộp này. Bởi vì cái hộp rỗng nhẹ hơn và dễ di chuyển hơn, trong khi cái hộp đầy thì nặng hơn và khó di chuyển hơn. Nhẹ, nặng. Tớ hiểu rồi. He he, Khi Khi ơi, tớ muốn đến công viên siêu vịt và chụp ảnh với bức tượng khổng lồ. Được thôi, bọn mình cùng đi nhé. Khối ma thuận, đi nào. Điểm đến được xác nhận. Đi nào. Thế giới thật thú vị. Hãy cùng đi khám phá những điều bí ẩn. Bức tượng lớn nhất đâu rồi? Bức tượng chưa được trưng bày. Bọn mình chơi thứ gì đó khác trước đi. Bọn mình chơi bập bênh đi. Bập bênh, bập bênh. Đông đúc quá đi. Ha ha, không ai có thể nặng hơn tớ. Có ai dám thi ngồi bập bênh với tớ không? Chíp, chíp, chíp. Tớ ở đây. Ồ, cậu ấy là bạn gà nặng nhất làng. Gà con, cậu lên trước đi. Chíp. Ai nặng hơn, bạn gấu hay bạn gà? Gấu con nặng hơn nhiều. Đúng rồi. Ha ha, nhất định là như vậy. Tớ không phục. Chíp, chíp, chíp. Năm bạn gà nữa vừa đến. Vậy sáu chắc chắn thắng một rồi. Chúng ta cùng xem nào. Tớ sẽ không thua ngay cả khi chúng ta làm lại. Chíp. Ai nặng hơn, bạn gấu hay các bạn gà? Là bạn gấu. Nhiều hơn không nhất thiết là nặng hơn. Đúng. Khi Khi ơi, bọn mình cùng lên và so sánh với bạn gấu xem ai nặng hơn đi. Gấu con kia, Khi Khi rất nặng đấy. Ha ha ha, tớ cũng không nặng lắm đâu. Chà, để xem ai nặng hơn nhé. Hả, tại sao bập bênh lại cân bằng nhỉ? Bên nào nặng hơn thế? Ha ha, có nghĩa là hai bên có cùng trọng lượng. Không, vậy là không công bằng. Bên các cậu có hai người, nhưng bên tớ chỉ có một người. Còn ai nữa không? Gấu con, sao cậu không so với tớ đi? Chà, hãy so sánh xem nào. Cố lên nào voi con. Ai nặng hơn, bạn gấu hay bạn voi? Bên voi con xuống thấp hơn, vậy cậu ấy nặng hơn rồi. Đúng rồi. Tớ thua rồi, có người thật sự nặng hơn tớ thật. Khi Khi ơi, tại sao bạn gấu vừa nhẹ hơn lại vừa nặng hơn nhỉ? Nặng và nhẹ phụ thuộc vào người mà cậu so sánh với. Nhìn này, bạn gấu nhẹ hơn nếu so với bạn voi, nhưng nặng hơn nếu so với bạn gà. Mình hiểu rồi. Thưa du khách, buổi triển lãm tượng sắp sửa bắt đầu. Cuối cùng, chúng ta cũng được ngắm bức tượng rồi. Chào mừng tất cả mọi người. Hãy cùng đếm ngược từ 3 và cùng chiêm ngưỡng bức tượng siêu việt nhé. 3, 2, 1. Viên đá cầu vồng trên cổ bức tượng đâu rồi? Ha ha ha. Xem chiêu của ta đây. Uống ba la xì bùa. Tìm ra cái nào là thật đi, mèo. Bọn mình nên làm gì đây? Hai viên đá trông giống hệt nhau. Đá cầu vồng làm bằng các vật liệu nặng nhất. Tớ không biết viên nào nặng hơn cả. Nhìn tớ này. Ta-da. Đây là cái gì? Đây là cân thăng bằng.
đặt một thứ gì đó lên khay như thế này, bên nặng hơn sẽ hạ xuống. Nó trông giống như cái bập bình tí hon vậy. Viên đá quý nào nặng hơn? Chính là cái này. Đúng. Chúng ta vẫn phải tìm cách đặt viên đá quý về chỗ cũ. Làm sao chúng ta đặt nó lại chỗ cũ được? Để tớ suy nghĩ nào. Để đặt viên đá lên cổ bức tượng, chúng ta phải đứng ở một nơi thật là cao. Tớ sẽ dùng cái cân thăng bằng. Bên nhẹ hơn luôn luôn nổi lên cao. Cùng tập hợp ý tưởng của tớ và ghép chúng lại với nhau nhé. Có cách rồi. Hãy làm một cái cân thăng bằng siêu lớn và để bạn gấu giúp tớ lên trên đó. Ý hay đấy. Cùng làm cân thăng bằng siêu lớn đi. Đầu tiên là một cái đế lớn. Đây là thanh cân bằng của cân. Cuối cùng đặt lên hai cái khay lớn. Xong rồi, cùng nhau thử thôi. Qua qua ơi, để tớ giúp. Ha ha, vừa đủ cao để với tới cổ. Qua qua đợi đã, đây là hộp dụng cụ dùng để lắp đá. Bên này không đủ cao rồi. Bên này nặng hơn vì có hộp dụng cụ. Chúng ta cũng có thể làm bên phía bạn gấu nặng hơn. Chúng ta nên đặt thứ gì lên phía bạn gấu đây? Cái túi to nặng quá nên độ cao quá cao. Cái túi nhỏ nhẹ quá nên độ cao không đủ. Hoàn hảo. Tại sao cân lại trở nên vừa đúng một lần nữa nhỉ? Sau khi đặt hộp dụng cụ lên phía qua qua, cân thăng bằng trở nên thấp hơn. Để trở lại chiều cao như cũ, chúng ta cần thêm trọng lượng bằng với hộp dụng cụ vào phía bên kia. Tớ hiểu rồi. Nếu chúng ta thêm cùng trọng lượng ở cả hai phía, cân thăng bằng sẽ không thay đổi. Cậu đúng rồi. Quạt, quạt, quạt. Cuối cùng, viên đá đã vào đúng chỗ. Siêu vịt với viên đá quý là ngầu nhất. Tiêu diệt cái ác. Siêu vịt sẽ chiến thắng. Thực hành với Qua Qua. Bài tập cơ bản. Cậu có biết bên nào nhẹ hơn không? Đúng rồi. Cậu có biết bên nào nhẹ hơn không? Hai lần liên tiếp, giỏi lắm. Cậu có biết bên nào nhẹ hơn không? Ba lần liên tiếp, xuất sắc. Bài tập nâng cao. Hãy dùng cân thăng bằng để cân hoa quả cho khách. Tớ muốn quả nặng nhất. Tớ muốn quả nặng nhất. Bốn lần liên tiếp, tuyệt vời. Làm ơn đưa tớ quả nặng nhất. Làm ơn đưa tớ quả nặng nhất. Năm lần liên tiếp. Bài tập mở rộng. Hãy quan sát hai bức tranh này. Cậu có biết ai nặng nhất không? Ôi chào. Sáu lần liên tiếp. Hãy quan sát hai bức tranh này. Cậu có biết ai nặng nhất không? Đúng hết rồi. Cậu thật thông minh. Làm với Qua Qua. Em. Mẹ ơi, tại sao cái móc áo lại bị vẹo xuống? Qua Qua nhìn này, một bên móc áo đang kẹp một chiếc tất dày và bên kia đang kẹp một chiếc tất mỏng. Con biết rồi, một bên nặng hơn bên kia, vì vậy cái móc áo bị vẹo xuống. Ha ha, con thật là thông minh. Nói cho con một bí mật, cái móc áo cũng có thể làm thành một cái cân thăng bằng đấy. Hả? Con nên làm gì đây? Kẹp tay cầm của túi bóng ở cả hai bên của cái móc áo. Con có cái cân thăng bằng nhỏ rồi. Con có thứ gì để cân không, con yêu? Cân đồ chơi thôi. Cái nào nặng hơn? Con cũng muốn cân những đồ chơi khác nữa.
cái nào nặng hơn? Cái này. Thông minh lắm. Vui quá đi. Các bạn nhỏ, các con có thể làm cân thăng bằng với móc áo ở nhà và cân đồ chơi của mình nhé.